Các bạn đến với bản tin giá heo hơi hôm nay ngày 14 tháng 3 năm 2020. Thì theo cập nhật được thì giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm ở khu vực phía Nam, giá rớt sâu hơn so với hai khu vực còn lại, đó là miền Bắc và miền Trung. Thì sau đây là bản tin chi tiết. Hà Nội thì có giá là 89.000 đến 90.000 đồng trên 1 kg, giảm 2.000 đồng. Hải Dương là 85.000 đến 86.000 đồng trên 1 kg. Thái Bình có giá là 87.000 đến 88.000 đồng trên 1 kg, giảm 2.000. Bắc Ninh có giá là 85.000 đến 86.000 đồng trên 1 kg, giá giữ nguyên. Hà Nam là 84.000 đến 85.000 đồng trên 1 kg, giảm 2.000. Hưng Yên thì có giá là 84.000 đến 85.000 đồng trên 1 kg, giá vẫn giữ nguyên. Nam Định có giá là 84.000 đến 85.000 đồng trên 1 kg. Ninh Bình có giá là 78.000 đồng đến 79.000 đồng trên 1 kg. Hải Phòng giá giữ nguyên ở mức là 84.000 đến 85.000 đồng trên 1 kg. Còn tại Quảng Ninh có giá là 83.000 đến 85.000 đồng trên 1 kg, giữ nguyên giá. Lào Cai thì âm 1.000, giảm 1.000, có mức ở giá là 84.000 đến 85.000 đồng trên 1 kg. Còn tại Tuyên Quang, mức giá hiện tại là 87.000 đến 88.000 đồng trên 1 kg, giảm 2.000. Cao Bằng là 85.000 đến 88.000 đồng trên 1 kg, giữ nguyên. Bắc Cạn có giá là 85.000 đến 88.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ có giá là 85.000 đến 86.000 đồng trên 1 kg. Còn tại Thái Nguyên, giảm 3.000, mức giá hiện tại là 85.000 đến 86.000 đồng trên 1 kg. Còn tại Bắc Giang, giá hiện thời là 84.000 đến 85.000 đồng trên 1 kg, giảm 1.000. Vĩnh Phúc 83.000 đến 84.000 đồng trên 1 kg, giảm 1.000. Lạng Sơn là 83.000 đến 85.000 đồng trên 1 kg, giữ nguyên giá. Hòa Bình có giá là 83.000 đến 85.000 đồng trên 1 kg, giảm 2.000. Sơn La thì đang cập nhật giá chưa cụ thể trong ngày hôm nay. Còn tại Lai Châu thì có 84.000 đến 85.000 đồng trên 1 kg, giữ nguyên giá. Thanh Hóa có mức giá là 88.000 đến 90.000 đồng trên 1 kg. Nghệ An có giá là 88.000 đến 90.000 đồng trên 1 kg. Hà Tĩnh là 88.000 đến 90.000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình là 77.000 đến 78.000 đồng trên 1 kg. Quảng Trị là 82.000 đến 84.000 đồng trên 1 kg, giữ nguyên. Thừa Thiên Huế 77.000 đến 78.000 đồng trên 1 kg, giảm 2.000. Quảng Nam có mức giá là 80.000 đến 82.000 đồng trên 1 kg. Ở Quảng Ngãi, giá hiện thời là 82.000 đến 83.000 đồng trên 1 kg. Còn tại tỉnh Bình Định có mức giá là 72.000 đồng đến 75.000 đồng trên 1 kg. Phú Yên tiếp tục giảm 1.000, mức giá hiện có là 72.000 đến 75.000 đồng trên 1 kg. Ninh Thuận 70.000 đến 72.000 đồng trên 1 kg. Khánh Hòa 77.000 đến 78.000 đồng trên 1 kg, giảm 2.000. Bình Thuận giảm 1.000, mức giá hiện có là 74.000 đến 75.000 đồng trên 1 kg. Còn tại Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk có giá là 77.000 đến 78.000 đồng trên 1 kg, giảm 2.000. Đắk Nông là 79.000 đến 80.000 đồng trên 1 kg. Lâm Đồng 77.000 đến 78.000 đồng trên 1 kg, giảm 2.000. Còn tại Gia Lai 72.000 đến 75.000 đồng trên 1 kg. Thủ phủ chăn nuôi heo Đồng Nai 78.000 đến 80.000 đồng trên 1 kg. Tại khu vực phía Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, giảm 2.000. Mức giá tại thành phố Hồ Chí Minh hiện giờ là 75.000 đến 76.000 đồng trên 1 kg. Bình Dương 75.000 đến 76.000 đồng trên 1 kg, giảm 2.000. Bình Phước là 75.000 đến 76.000 đồng trên 1 kg, giảm 2.000. Tại Bà Rịa Vũng Tàu có mức giá là 75.000 đến 78.000 đồng trên 1 kg, giữ nguyên so với ngày 13
tháng 3. Tại Long An 75.000 đến 76.000 đồng trên 1 kg. Long An thì giảm tới 5.000. Còn tại Tiền Giang 75.000 đến 76.000 đồng trên 1 kg. Bạc Liêu giảm 3.000, còn ở mức là 82.000 đến 83.000 đồng trên 1 kg. Còn tại tỉnh Bến Tre là 78.000 đến 80.000 đồng trên 1 kg, giữ nguyên so với ngày 13 tháng 3. Tại tỉnh Trà Vinh có mức giá là 75.000 đến 76.000 đồng trên 1 kg, giảm 2.000. Còn ở Cần Thơ có mức giá hiện tại là 82.000 đến 83.000 đồng trên 1 kg, giảm 3.000. Tại tỉnh Hậu Giang 75.000 đến 76.000 đồng trên 1 kg, giảm 2.000. Còn tại thành phố Cà Mau 79.000 đến 80.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Long là 76.000 đến 77.000 đồng trên 1 kg, giảm 3.000. Tại An Giang 80.000 đến 81.000 đồng trên 1 kg, giảm 4.000. Kiên Giang cũng giảm 4.000, còn ở mức là 80.000 đến 81.000 đồng trên 1 kg. Sóc Trăng có giá là 80.000 đồng đến 82.000 đồng trên 1 kg, giảm 3.000. Tại Đồng Tháp có mức giá là 75.000 đến 76.000 đồng trên 1 kg, giảm 5.000. Tây Ninh có mức giá là 75.000 đến 76.000 đồng trên 1 kg, giảm 2.000 đồng. Giá heo hơi hôm nay ngày 14 tháng 3 thì so với ngày 13 tháng 3 ghi nhận thì tiếp tục nhảy múa khi lại bất ngờ quay đầu lao dốc. Tại miền Bắc giá heo hơi rời mức đỉnh là 92.000 đồng trên 1 kg trong thời điểm hiện tại. Trong khi đó ở miền Nam giá heo giảm sốc 12.000 đồng trên 1 kg, rơi xuống còn ở mức là 70.000 đồng trên 1 kg. Thì tại hội nghị trực tuyến thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến mong muốn các doanh nghiệp chăn nuôi heo lớn tập trung giảm giá heo hơi xuống còn 70.000 đồng trên 1 kg. Nếu giá heo hơi không giảm thì thịt heo nhập khẩu sẽ tăng, đặc biệt là heo sống từ Lào và Campuchia. Nếu Việt Nam mở cửa cho thịt heo nhập khẩu thì sau này khó có thể đóng lại để giải cứu như trước khi giá heo trong nước xuống thấp. Chúng ta không thể chấp nhận. Doanh nghiệp nói bán 71.000 đến 73.000 đồng trên 1 kg, nhưng thực tế thì hiện lại bán ra cao hơn. Nếu giá cả trong nước không hợp lý thì phải nhập. Ông Tiến nhấn mạnh, đại diện công ty chăn nuôi cổ phần Việt Nam cho rằng doanh nghiệp đang bán giá thấp hơn so với thị trường, giá hiện tại là 74.000 đồng đến 75.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, đại diện doanh nghiệp cũng nêu rõ họ phải ưu tiên cung cấp hàng cho các mối đã làm ăn lâu dài. Đối với các nhu cầu mới không thường xuyên, công ty chỉ đáp ứng một phần yêu cầu. Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, 17 doanh nghiệp lớn về chăn nuôi heo cần có vai trò dẫn dắt khi các doanh nghiệp lớn vào cuộc, bắt buộc doanh nghiệp nhỏ phải đi theo. Làm được điều này chính là bảo đảm phát triển bền vững, không thể làm ăn kiểu chụp giật nay lãi mai mất thị trường. Đây là bản tin giá heo hơi trong ngày cũng như là các thông tin chi tiết mà Hiếu vừa cập nhật để gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn cùng biết. Rất mong cô chú anh chị và các bạn đăng ký kênh, nhấn chuông bên cạnh và chia sẻ để cho mọi người cùng biết và tiện theo dõi cái video mới nhất tiếp theo của Hiếu. Hiếu xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Hiếu sẽ tiếp tục cập nhật giá heo hơi mỗi ngày để gửi đến cho bà con cô chú anh chị cùng biết ạ. Hiếu xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều và xin chúc cho mọi người luôn luôn có một cuộc sống ấm no, an lành và hạnh phúc bên gia đình. Xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại bản tin tiếp theo vào ngày 15 tháng 3. Xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt ạ.